Tại Hải Phòng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời cứu 3 nạn nhân thoát khỏi đám cháy xảy ra vào rạng sáng nay tại ngôi nhà 3 tầng ở đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Khoảng 4 giờ 20 phút sáng nay, nhận tin báo cháy tại ngôi nhà nói trên và có 3 người mắc kẹt trong đám cháy. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường. Bước đầu xác định đám cháy xảy ra tại tầng 1 của căn nhà 3 tầng khu vực xảy ra cháy có hai lớp cửa khóa trong. Các nạn nhân mắc kẹt ở ban công tầng 3 của căn nhà. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành dập lửa, đồng thời hỗ trợ đưa các nạn nhân ra nơi an toàn. Đến khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không thiệt hại gì người, song nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.